without you near me, the days would all be empty, the nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên.
Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình ra. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Tại hội trường gia đình nhà gái chúng tôi đã
và đang được hân hoan chào đón sự diện của đông đảo quý vị, cha bác, anh em và các bạn. Đặc biệt là sự diện của quý vị đại diện quý gia đình nhà trai trong sự dẫn dắt của ông trưởng đoàn. Phát đoàn đại biểu đại diện gia đình nhà trai và gia đình đã trở về với khán phòng gia đình nhà gái để cùng tác hợp tổ chức buổi lễ cu quy cho các bạn trẻ đường long trọng diễn ra tại hội trường gia đình nhà gái trong chương trình buổi chiều hôm nay. Ban tổ chức xin được thay mời cho gia đình, xin được thay mời cho ông trưởng đoàn đại diện gia đình nhà gái. Trân trọng kính mời các cụ, các bà, cha bác, anh em và các bạn. Chúng ta cùng nâng cốc, mời nước, mời trầu. Và có lẽ rằng tại hội trường gia đình nhà gái của tôi và giờ này, xin được vang lên những ý kiến phát biểu đầu tiên của ông trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà trai sẽ lên có lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý cô, quý ông bà, cha bác, đối với gia đình cùng bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu. Mọi điều chờ đợi đã đến, giờ này cũng là giờ lành đã tốt mà đôi bên gia đình đã định để tổ chức lễ vô quy, tức là lễ đón dâu cho hai cháu Trung Duy và anh Duyên. Thay mặt họ nhà trai, tôi có lời phát biểu. Trước hết xin gửi lời chúc sức khỏe tới các cô, công, các bà, cha bác, hai dòng họ nói chung và đặc biệt họ nhà gái nói riêng, lời chúc sức khỏe nhân dịp của lễ vô quy hôm nay của hai cháu. Thế thưa quý cô, quý ông bà, cha bác, họ nhà, hai họ cùng bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu. Về phía phái đoàn họ nhà trai chúng tôi thực hiện chương trình lễ vu quy hôm nay gồm đại diện cha bác, anh em họ hàng và bạn bè nam nữ thanh niên của các cháu, những người rất gần gũi và thân yêu của các cháu đã tới họ nhà gái, gồm có cơ chồng, xin dâu, gồm là vợ ảnh của kem hở, gồm có vật phẩm là chầu cau trẻ thuốc, nhân phẩm là phong bì trị giá 500.000 đồng để trước khi cháu Trung Duy được làm con rể ông bà ông Thông và làm cháu rể của dòng họ nhà gái thì xin lễ cầu cho tiền nhân để báo ơn với tiền nhân rằng chúng cháu đã là con cháu hậu duệ của dòng họ nhà gái. Xin gửi cơ chầu này đến quý cố quý ông bà cha bác họ nhà gái. Xin quý cố quý ông bà cha bác họ gái chấp nhận cơ chầu xin dâu này để họ nhà trai chúng tôi được cháu đón cháu gái của các vị về họ nhà trai để tổ chức chương trình nghi lễ thành hôn cho hai cháu. Xin chân thành cảm ơn. Một tràng pháo vỗ tay thật lớn quý vị ơi. Xin được chân thành cảm ơn ý kiến rất ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa của ông trưởng đoàn đại diện gia đình nhà trai. Với thưa toàn thể quý vị, anh chị và các bạn, các cụ chúng ta vẫn thấy rằng nghĩa thông gia thì hai nhà như một, để rồi tình vợ chồng xứ khổ có nhau. Nhà trai thì đã phát biểu rồi, nhà gái xin có đôi lời hàn huyên. Ngay sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện gia đình họ nhà gái sẽ đây có đôi lời phát biểu và xin được nhận cơ chầu xin dâu. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý cố, công bác bà, cha bác cũng như bạn bè của hai cháu. Qua lời phát biểu của một vị đại diện cho nhà trai có ý kiến và cơ chầu xin lễ để xin dâu, tôi đại diện cho nhà gái xin chấp nhận xin lễ cơ chầu và để dâng lên gia thiên. Và ít phút nữa phái đoàn họ nhà gái chúng tôi cũng trở về hôn trường họ nhà trai để dự buổi lễ thành hôn và chúc phúc cho hai cháu. Bây giờ đây tôi xin kính mời quý cố công các bà cha bác cũng như bạn bè mời nước và cùng chung vui với gia đình chúng tôi. Trước khi dừng lời, tôi xin chúc quý cố công các bà cha bác cũng như bạn bè của hai cháu mạnh khỏe hạnh phúc và chúc buổi lễ thành hôn được thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được chân thành cảm ơn ý kiến phát biểu của vị đại biểu đại diện gia đình nhà gái và kính thưa toàn thể quý vị, thật đúng là đường xa thì xa thật là xa. Ơ nhưng vì con vì cháu hóa ra lại gần, đường xa thì xa mấy cũng gần, vì tình vì nghĩa thật chẳng lần hà chi đâu. Đến đây vì rể vì dâu, phải đâu mâm cỗ mà phải đâu miếng trầu. Ý kiến phát biểu của ông trưởng đoàn đại diện gia đình nhà gái là xin được chân thành cảm ơn tất cả các cụ, các bà, cha bác, anh em và các bạn. Quý vị đã cùng vì thương con mến cháu, cũng như các chị các bạn chúng ta cùng vì bạn vì mình. Và giờ này quý vị đã cùng trở về đây để cùng đắp xây niềm hạnh phúc chúc mừng.
mừng cho Ánh Duyên và Trung Duy buổi trưa ngày hôm nay. Với những tình cảm của quý vị, gia đình nhà gái tức gia đình ông bà quý thông xin ghi lòng tạc dạ và chân thành cảm ơn tình cảm của quý vị rất nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị, có lẽ rằng vào giờ này có được sự cho phép và ủy quyền của ông trưởng đoàn đại diện gia đình nhà gái, ngay sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời vị đại biểu đại diện gia đình xin được dẫn cô dâu Ánh Duyên ra chào các cụ quan viên hai họ cũng như ra mắt toàn thể quý vị đang hiện diện tại hội trường này. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Xin mời đại biểu sẽ dẫn cô dâu về trước tiền sảnh. Đấy, quay lại cúi đầu chào các cụ ở phía trong nhà. Vâng, vỗ tay chúc mừng quý vị ơi. Và bây giờ xin kính mời đại biểu sẽ dẫn cô dâu tiến lên màn hình sân khấu. Vâng, một hình ảnh rất đẹp, rất tuyệt vời. Chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vâng, xin được chân thành cảm ơn đại biểu và được dẫn cô dâu ra chào các cụ quan viên hai họ. Kính thưa toàn thể quý vị, anh chị và các bạn, nói như vậy rằng theo phong tục của địa phương và đặc biệt là theo truyền thống của các cụ cha ông ta để lại, đoàn đại biểu đại diện quý họ nhà trai hôm nay trở về đây trong sự diện của tất cả các đại biểu quan viên tân quý khách gia đình nhà trai, và đặc biệt rằng gia đình nhà trai cũng đã chuẩn bị với một sinh lễ rất cao cả, đó chính là lễ xin dâu, trong đó còn có chầu cau để tượng trưng cho thể hiện phúc trăm năm của đôi bạn trẻ, có trà thuốc và những chai rượu mừng để kính mời toàn thể quý vị, và đặc biệt với tấm lòng thành kính thì gia đình nhà trai cũng đã chuẩn bị với một phong bì để xin lễ kính nhớ tổ tiên ông bà. Và dưới đây xin mời chú rể sẽ đặt hoa trong đàn, đôi đưa sẽ cùng dâng cao xin lễ. Xin được trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn đại diện hai gia đình sẽ cùng trao cho nhau trong sự chứng kiến của tất cả quý vị. Xin mời lễ tân của gia đình nhà gái sẽ được kính chuyển vào trước bàn thờ gia tiên ạ. Xin mời lễ tân của gia đình nhà gái vui lòng giúp cho chú rể đi nào. Trong sự chứng kiến của toàn thể quý vị, và dưới đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai ông trưởng đoàn sẽ cùng tiến lên phía trước và cùng bắt tay nhau đi ạ. Xin được trân trọng kính mời. Một tràng pháo tay thật lớn nữa quý vị. Rồi, kính mời hai ông trở vào trong nhà để tiếp tục nội dung chương trình buổi trưa hôm nay ạ. Chú rể cô dâu sẽ cùng nắm tay nhau tiến vào trong nhà để rót nước pha trà. Kính mời các cụ các bà quan viên hai họ đang hiện diện ở phía những gian nhà trong. Em trong vòng tay tựa như dáng đẹp như giấc mơ hồng, ngày vui hạnh phúc tình yêu lứa đôi mình, cùng năm tháng dài tình ta luôn thắm tươi. Em trong ngày vui tựa như đóa hoa. Hôm nay ta đã về chung một nhà.
nhân từ 3 giờ sáng ngày hôm nay đã đòi đi đón dâu rồi. Đây, kính mời mẹ đứng cạnh con dâu của mẹ đi ạ. Đấy, chụp ảnh xong rồi là hai mẹ lên bắt tay nhau cái. Tiến lên phía trước bắt tay nhau đi ạ. Vỗ tay chúc mừng quý vị ơi. Và giờ đây, trước khi tất cả quý vị quan viên hay họ, chúng ta cùng thành lập phái đoàn đưa và đón chú rể cô dâu trở về hôn trường dây nhà trai để tác hợp tổ chức buổi lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ hôm nay. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện gia đình họ nhà trai sẽ lên có đôi lời phát biểu và sẽ có những lời mời chân thành nhất tới toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời cả quý cô quý ông bà cha bác, đôi bên dòng họ của tất cả bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu. Như vậy chương trình lễ vô quy, tức là lễ xin dâu đã được tiến hành và đến giờ đã đạt được kết quả tốt đẹp. Thay mặt họ nhà trai xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô ông bà cha bác họ nhà gái đã đón tiếp họ nhà trai chúng tôi trong chương trình nghi lễ đặt chầu hôm nay, nghi lễ vô quy hôm nay để cơ chào các cháu. Giờ này cũng chuẩn bị đến giờ mà đối với gia đình chúng ta ân định tổ chức lễ thành hôn của hai cháu. Xin chân thành kính mời phái đoàn của hai dòng họ chúng ta, nhà trai nhà gái cùng bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu chúng ta cùng hợp nhất thành một đoàn tháp tùng cô dâu chú rể về tại hôn trường họ nhà trai để chúng ta tổ chức chương trình lễ thành hôn và chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Xin cảm ơn. Vâng, và kính thưa quý vị, Kim Hồ đã chính thức chuyển đến giờ đẹp, lịch sang trang đắc chỉ, người lành thật tốt. Xin trân trọng kính mời quý vị, chúng ta cùng đứng dậy trong sự dẫn dắt của hai ông trưởng đoàn trở về hôn trường gia đình nhà trai để tổ chức buổi lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ hôm nay. Xin trân trọng kính mời quý vị. Sao lũy tre, lũ chim trên cành
trên mâm đầy cao xanh. Bên trái là ông Mai, đàn trai cười vui rước dâu. Kia kia còn thêm cùng, xinh xinh là cô dâu. Tân lang ngóng chờ, tân nương lén nhìn rước dâu làng tôi. Này dòng xi men, mẹ tôi rước dâu. Và cặp bông tai, hạnh phúc trọn đời. Ngày nào vui quý, ngày mai bế con. Một thằng lon to, cô thắm gia đình. Này dòng xi men, mẹ tôi rước dâu. Và cặp bông tai, hạnh phúc trọn đời. Ngày nào vui quý, ngày mai bế con. Vâng, còn rất nhiều những chỗ ngồi xin được kính mời quý vị, các anh chị, các bạn. Vâng, chúng ta cùng chọn cho mình những chỗ ngồi lý tưởng nhất để cùng chúc mừng cho đội bạn trẻ hôm nay. Theo anh,
về, đưa nhau ta thì về thăm lại miền quê, nơi có một chiến đê, có hàng xe ru gọi chiều về. Ơi quê ta bánh đà bánh đúng, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê hương dầm sương dãi nắng, phiên chợ nghèo nếu tranh mãi xiêu, kìa sáng ai như giang chị giang mẹ tôi. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa cha bác, anh em và các bạn, thật đúng là niềm hạnh phúc đã và đang dần đến với tuổi trẻ, để rồi ngọn gió chiều sưởi ấm tương lai. Niềm vui này ai tỏ trong ai, yêu nhau trên dặm đường dài và cưới nhau trong buổi hôm nay đẹp trời. Kính thưa toàn thể quý vị, có thể nói rằng trải qua một đoạn đường rất gần, và giờ này quý vị quan viên hai họ cũng như toàn thể cha bác, anh em và các bạn, chúng ta cũng đã cùng đưa chú rể và cô dâu trở về với hôn trường gia đình nhà trai để tác hợp tổ chức buổi lễ thành hôn cho hạnh phúc cho đôi bạn trẻ, được long trọng diễn ra tại hôn trường gia đình nhà trai trong chương trình buổi trưa ngày hôm nay. Ban tổ chức xin được thay lời mời cho gia đình trân trọng kính mời các cụ, các bà, quan viên hai họ chúng ta cùng trở vào trong nhà, nơi được trang hoàng lộng lẫy và lịch sự. Đó chính là giờ phút này gia đình nhà trai chúng tôi xin được hân hoan đón thưa quý vị. Và ở tại hôn trường này, chúng tôi được đón mời tình cảm của toàn thể quý vị, anh chị, các bạn. Chúng ta cùng chọn cho mình những chỗ ngồi lý tưởng nhất để cùng chúc mừng cho đôi bạn trẻ hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị, anh chị và các bạn, có thể nói rằng để cho đôi bạn trẻ chính thức có được ngày vui hạnh phúc trọng đại này, trước tiên ta phải cảm tạ và hồng ân Thiên Chúa, nhờ phúc ấm của Tổ tiên và đặc biệt là nhờ sự vun đắp của quý vị quan viên hai họ, đôi nương buổi trưa ngày hôm nay mới chính thức liên duyên vợ chồng. Và giờ này, trước khi đi vào chương trình tổ chức buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ hôm nay, ban tổ chức xin mời chú rể và cô dâu, đôi nương cùng nắm tay nhau tiến vào trước bàn thờ Thiên Chúa là đấng tối cao nhất trong mỗi gia đình của chúng ta. Đôi nương sẽ được thắp nén hương thơm và ngọn nến sáng để cảm tạ lên hồng ân Thiên Chúa trong ngày vui hạnh phúc trọng đại này. Và giờ đây xin mời chú rể, cô dâu, đôi nương cùng nắm tay nhau tiến vào trước bàn thờ Thiên Chúa. Trước bàn thờ Thiên Chúa là đấng tối cao, với khẩu hiệu Thiên Chúa là tình yêu, tất cả mọi người chúng con đã và đang hiện diện tại hôn trường này đang hướng tâm lên trước bàn thờ và nguyện xin Thiên Chúa xin hãy lấy tình cha mà che chở cho đôi tân hôn hôm nay được mãi mãi bên nhau và trọn đời hạnh phúc. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trau dồi cho đáng ngồi thánh đường. Mãi mãi không được phân ly. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin mời đôi đường sẽ cùng thắp nén hương thơm và ngọn nến sáng để cảm tạ lên hồng ân Thiên Chúa. Và xin kính mời quý vị đang hiện diện ở phía ngoài sân trường. Vâng, thưa quý vị, đây có gốc mới nở cành xanh ngọt, nước có nguồn mới có biển cả sông sâu. Người ta nguồn gốc từ đâu, có tổ tiên trước rồi sau mới có mình. Xin mời hai em cùng hướng về trước bàn thờ gia tiên. Oh,
toàn thể quý vị, anh chị và các bạn. Và giờ này, trước khi đi vào chương trình tổ chức buổi lễ thành hôn rất hạnh phúc của đôi bạn trẻ hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu tới toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đang hiện diện ở phía những gian nhà trong của gia đình, nơi được trang hoàng rất lộng lẫy và lịch sự. Đó chính là nơi mà giờ này gia đình nhà trai đã và đang được hân hoan chào đón sự diện của đông đảo các cụ, các bà, đại diện quan viên, tân quý khách hai dòng họ. Rất vui mừng và phấn khởi cho chú rể, cô dâu và giờ này đã và đang được chào đón sự diện của quý vị, các anh, các chị, các bạn đang hiện diện tại khán phòng gia đình nhà trai trong chương trình buổi chiều nay. Và kính thưa toàn thể quý vị, và giờ này màn hình sân khấu của gia đình chúng tôi đã được bật sáng lên trong diện diện của Trung Duy và Ánh Duyên. Đôi bạn trẻ chính là hai nhân vật chính trong ngày vui hạnh phúc trọng đại này. Kính thưa toàn thể quý vị, anh chị và các bạn, có thể nói rằng một điều không thể thiếu được trong ngày vui hạnh phúc trăm năm của đôi bạn trẻ hôm nay, đó chính là món ăn tinh thần. Thưa quý vị, anh em Trung Tâm Âm Nhạc Sao Đêm Duy Tiên, chúng tôi là những người con được sinh ra và lớn lên trên chính mảnh đất quê hương của Hải Hòa yêu dấu này, với các vị là những người anh của chú rể, những người cháu của gia đình ông bà Trung Chính, nhận được lời mời của gia đình nhà trai, nhận được lời mời của chú rể Trung Duy. Và giờ này với một đội ngũ còn rất trẻ, chúng tôi đã và đang được hiện diện trên màn hình sân khấu của gia đình để cùng với tất cả quý vị, anh chị và các bạn long trọng tổ chức buổi lễ thành hôn cho hai em của chúng tôi buổi trưa ngày hôm nay. Và giờ này xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị, anh chị các bạn, chúng ta cùng nâng cốc mời nước, mời chầu. Và có lẽ rằng vào giờ này được sự cho phép và ủy quyền của ông trưởng đoàn đại diện gia đình nhà trai, ban tổ chức xin được trịnh trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Trung Duy và Nguyễn Duyên xin chính thức được bắt đầu. Vâng, thưa quý vị, hôm qua thì mày nén ngơ ngàng, hôm nay dâu rể đàng hoàng bên nhau. Cô dâu chú rể mau mau hãy mau dậy cắm hoa vào bình, trao hoa, trao cả ân tình, từ nay sướng khổ chúng mình có nhau. Xin mời chú rể, cô dâu sẽ cùng trao hoa cho nhau trong sự chứng kiến của tất cả quý vị. Một tràng vỗ tay thật lớn chúc mừng quý vị ơi. Trao hoa xong rồi như bình thường là vẫn phải ngồi xuống luôn đấy, nhưng mà có các bạn của cô dâu đã ra hiệu rất rõ ràng cho ban tổ chức và chú ơi, chưa thấy như mọi khi đấy. Mọi khi là cứ trao hoa xong cái là thanh tản vẫn giới thiệu hai bạn quay vào nhau đấy, hôm nay cũng vậy đấy, đứng quay vào nhau, còn làm gì tôi chưa cần nói đâu. Kính thưa tất cả quý vị, các anh chị, các bạn, như mọi người chúng ta đã được biết rằng chú rể và cô dâu hai em của chúng tôi yêu nhau từ rất là lâu rồi. Trong cuộc tình của đôi trai tài gái sắc này, tôi dám khẳng định rằng hai bạn cũng đã từng trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn say đắm nhất, phải không ạ? Nhưng mọi ngày chỉ gọi là hôn vụng thì thôi, hôn trộm thôi, đúng không ạ? Không ai biết, không ai nhìn thấy bao giờ. Và ngày hôm nay là trong ngày hạnh phúc trăm năm của em, anh xin mời chú rể cô dâu thể hiện tình yêu của mình. Anh không nói là phải hôn nhé, thể hiện tình yêu của mình bằng một cái gì đấy trong sự chứng kiến của tất cả quý vị. Và bây giờ hai tay của cô dâu đặt lên hai bờ vai của chú rể, đặt lên vai. Còn hai tay của chú rể ôm chặt vào cái chỗ mọi khi chặt vào. Không hiểu sao cái đám nào cứ nói đến cái chỗ mọi khi chú rể cũng cứ mần vào đúng cái chỗ quen thuộc như thế này. Và bây giờ xin mời quý vị, anh chị và các bạn, chúng ta cùng đếm theo tôi ạ. 1, 2, 3 sẵn sàng luôn nhá. 1, 2, 3 vỗ tay chúc mừng quý vị ơi. Quay vào nhau làm cái chụt cái mà. Tôi hôn 1, 2, 3 để cho mọi người nhắm mắt lại. Lúc đó thì mới làm gì thế nào. Đây đằng này làm luôn. Không kịp hô các bạn, quý vị chúng ta cùng nhắm mắt lại. Một cái thưa toàn thể quý vị. Và giờ đây và xin mời quý vị, anh chị các bạn, chúng ta cùng nâng cốc mời nước, mời chầu và cùng đến với chương trình ca nhạc chúc mừng cho hai em của chúng tôi buổi trưa hôm nay.
xin được kính mời quý vị, anh chị các bạn, chúng ta cùng đến với giọng ca của chính chú rể và cô dâu. Vâng, hai em của chúng tôi xin được thể hiện bản tình ca hay nhất của mình dành cho nhau trong ngày hạnh phúc trong đời này. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Phải nâng hay là đình tu trên trời, sao bên em chẳng còn bóng tôi. Em là khúc hát hay quỳnh thơm ngát bên đời, khi bên em anh chẳng chơi vơi. Bầu trời kia rộng lớn nhưng hôm nay em ôm vào lòng, liệu anh có cảm thấy thay giống như em không? Đại dương kia chẳng sâu như em yêu anh đâu. Bên nhau qua mưa ngâu, người bên anh sao trôi thật mau. Mẹ anh nói cưới em đi, ba nói cưới đi, yêu lâu thương nhau thế còn gì. Mẹ em nói cưới anh đi, ba nói cưới đi, nhanh đôi em có ai chẳng chờ chi. Ghét ghê, ai xin như nọ lem, nên bao nhiêu là sói muốn bắt và ăn thịt em. Cứ cho anh đóng vai thợ săn, không cần phải suy nghĩ, chắc chắn là em nợ anh. Vậy thế nào, đã là nợ thì phải có lãi trả lời. Không có số cụ thể anh bắt em bên cả đời. Em ơi đừng bối rối, kiểu gì cũng một lối rồi. Lời hay giờ thì mình nhắm mình bầu phối thôi. Bầu trời kia rộng lớn nhưng hôm nay em ôm vào lòng, liệu anh có cảm thấy thay giống như em không? Đại dương kia chẳng sâu như em yêu anh đâu. Bên nhau qua mưa ngâu, ngày bên anh sao trôi thật mau. Mẹ rồi, rất tuyệt vời, 130 tay lớn lên được không quý vị ơi. Rồi, chúc mừng cho chú rể cô dâu. Hai em tạm thời ngồi xuống đi nào. Được rồi, tình cảm hai em dành cho nhau qua một tình khúc rất tuyệt vời trong sự lắng nghe của tất cả quý vị quan viên đại họ, cũng như toàn thể quý vị các anh chị và các bạn buổi chiều ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị anh chị và các bạn, các cụ chúng ta vẫn từng nói rằng cuộc đời hạnh phúc lứa đôi như chim tung cánh giữa trời tự do, chung xây hạnh phúc ấm lo, mẹ cha phấn khởi họ hàng mừng vui, để rồi chung chăn chung gối lại chung giường, mà chung xây hạnh phúc chung phòng mái ân, lời cha như tiếng chung ngân, mẹ hiền vang vọng từng lời trong tim. Ơn cha nghĩa mẹ mặn mà, gọi là một chút thay quà dặn con. Với những tình cảm đó, vào giờ này ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai ông trưởng đoàn đại diện hai quý gia đình cùng tiến lên màn hình sân khấu. Xin trân trọng kính mời. Vâng ạ, xin kính mời nhà trai ở bên nhà trai, còn nhà gái đứng bên nhà gái. Đây, không, mẹ cô dâu sang bên này, hai mẹ đứng cạnh nhau tí nữa cùng ly để uống cho nó hết 100%. Mẹ ơi sang đây. Vâng, mẹ đứng tại vị trí này đi ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, anh chị và các bạn, đứng trước màn hình sân khấu của gia đình nhà trai chúng ta vào giờ này là sự diện của hai ông trưởng đoàn đại diện cho hai quý gia đình, cũng như những người cha người mẹ đã cùng chung tay để đứng lo hạnh phúc trăm năm cho hai con của mình ngày hôm nay. Xin được đề nghị tất cả quý vị nổ 130 tay thật lớn chúc mừng quý vị ơi. Và bây giờ giây phút trọng đại nhất nào, xin mời chú rể cô dâu em cùng nắm tay nhau tiến về bàn bánh phu thê để cùng cất bánh và nguyện sống bên nhau trọn đời trăm năm hạnh phúc. Nào xin mời chúng ta cùng nổ 130 tay thật lớn để chúc mừng nào quý vị ơi. Các từ trên xuống dưới đi em ơi, cả ba tấm bánh đều được cắt ra nào. Và bây giờ hai em cùng nắm tay nhau tiến sang bàn rượu. Vâng thưa quý vị, men rượu nồng vui trong ngày cưới, hẹn cùng nhau cái tóc xe duyên. Rượu ơi hãy nói cùng ta, tình hạnh phúc mặn mà thủy chung, và nồng mong đợi nhớ nhung. Hôm nay ta đã về chung một nhà. Nào xin mời chú rể sẽ thao tác mở chai rượu sâm banh đầu tiên ra nào.
đi dự đám cưới rất nhiều rồi, hôm nay đến lượt mình mở cái quyển này như thế nào đây? Nút chai nhựa khó mở hơn nút đá chuối nhiều. Đấy, đã vặn cái dây, cái khóa nó ra đâu? Đấy, em ơi mở khóa ra. Mở hẳn cái khóa ra. Rồi, nổ rồi. Rồi, và bây giờ đấy, cái tay trái của cô dâu đỡ vào. Cái tay này để vào cái chỗ cái nãy. Rồi, đây nào. Hoa tay chúc mừng quý vị ơi. Mấy bạn gái ngồi ở phía dưới đang là nghén lên xem. Đang là ước không biết là bao giờ đến lượt mình. Đấy, rất hạnh phúc, rất tuyệt vời. Vâng, đúng như vậy, con non nấy ở quê nhà, chầu non sẽ mời quê nhà mà ra. Con non chuyện với chầu non, thắm tình chồng vợ, đẹp tình mẹ cha, gia đình trên dưới ruột hòa, vợ chồng hạnh phúc thật là ấm êm. Tất cả lên nào em ơi. Đó. Rồi, và bây giờ chú rể sẽ mở chai rượu xâm banh thứ hai nào. Còn cô dâu ơi, vệ sinh lại 8 cái ly ở trên bàn. Đấy, chú rể mở tiếp chai rượu xâm banh thứ hai đi nào. Cùng chờ đợi những giây phút bùng nổ nào. Nổ rồi. Vâng, và bây giờ hai em rót ra 8 ly rượu trên bàn. Đấy. Còn lại bao nhiêu thì rót tất cả lên tháp rượu tình yêu nào. Trao tay vào, chú rể cô dâu cùng trao tay vào này. Đấy, trao vào như kiểu phim Đài Loan đấy, vẫn xem đấy. Vâng, thưa quý vị, và giờ này khi nào ban tổ chức đếm đến ba, kính mời quý vị quan viên hai họ cũng như người cha người mẹ chúng ta cùng dâng cao chén rượu đào để cùng chúc phúc cho tình yêu của đôi bên nương được mãi mãi bên nhau và trọn đời trăm năm hạnh phúc. Và bây giờ 1, 2, 3 chúc mừng quý vị. Rồi,
chú rể quay lại đỡ đi xuống cho hai ông nào. Ông trưởng đoàn gia đình nhà trai là 100%, không chơi kiểu 50. Vâng, và bây giờ xin được kính mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe những ý kiến phát biểu trao dâu của ông trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý cô, các bác bà, cha bác cũng như bạn bè của hai cháu, qua những ngày tháng hai cháu tìm hiểu và đã được hai bên bố mẹ vun vén và đã được cha chánh xứ cũng như chính quyền địa phương đã xác nhận hai cháu nên vợ chồng. Và đặc biệt hôm nay, hai gia đình đã chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức buổi lễ thành hôn cho hai con. Cháu Duyên hôm nay chính thức là người con dâu của ông bà ông chính và người cháu của tông các bà. Cháu Duy chính thức là người con rể của ông bà ông Thông và là người con cháu của họ nhà gái chúng tôi. Kính thưa các ông các bà, cháu Duyên về làm dâu ông bà ông chính không tránh khỏi những việc ngỡ ngàng. Mong rằng gia đình ông bà ông chính chỉ bảo cháu để cháu mau trở thành một nhà gương mẫu cũng như noi gương gia đình thánh gia. Vâng, và trước khi ngừng lời, tôi xin được kính chúc các ông các bà cũng như toàn thể hội hôn và các bạn trẻ thanh niên nam nữ gia đình mạnh khỏe hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, một tràng pháo vỗ tay thật lớn quý vị ơi. Xin chân thành cảm ơn những phát biểu trao dâu của ông trưởng đoàn đại diện gia đình nhà gái. Và giờ đây để đáp lại tình cảm diện diện của tất cả quý vị, ngay sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng lắng nghe ý kiến phát biểu của ông trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý cô, quý ông bà, cha bác, đôi bên gia đình cùng bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu, thay họ nhà trai tôi có đôi lời phát biểu. Lời đầu tiên xin chân thành gửi tới quý cô, quý ông bà, cha bác, hai dòng họ của chúng ta cùng bạn bè nam nữ thanh niên lời chúc sức khỏe tốt đẹp đất. Xin chúng ta cho tràng pháo tay. Kính thưa quý cô, quý ông bà, cha bác, đôi bên gia đình cùng bạn bè nam nữ thanh niên và cháu, như vậy Thiên Chúa đã an bài, ông Tơ bà Nguyệt đã xét duyên để cho hai cháu Trung Duy và Ánh Duyên đến với nhau, yêu nhau và đi đến hôn nhân. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng trong các bước thủ tục đó, đó là nghi lễ thành hôn cho hai cháu. Thay mặt họ nhà trai, tôi xin chân thành cảm ơn quý cô, quý ông bà, cha bác, đôi bên gia đình, hai dòng họ chúng ta cùng toàn thể bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu đã dành tình cảm bớt chút thời gian, không ngại đường xa xa xôi về tại hôn trường đây để dự buổi lễ thành hôn và chúc mừng hạnh phúc trăm năm của hai cháu. Trong hôn trường rực rỡ màu sắc lộng lẫy và uy nghi, tôi cũng chân thành cảm ơn họ nhà gái, đặc biệt đối ông bà ông Thông, những người cha mẹ đã có công sinh thành nuôi dưỡng cháu Anh Duyên khôn lớn trưởng thành, cho cháu học hành đầy đủ và hôm nay để gả cho cháu Duy để làm vợ cháu Duy và là con dâu và ông chính và làm con dâu và dòng họ nhà trai chúng tôi. Một hôm nay cháu rất xinh đẹp và lộng lẫy trong bộ áo váy cưới. Xin chúc mừng hạnh phúc của hai cháu. Và với kinh nghiệm, tôi cũng xin tiếp thu ý kiến của vị đại diện họ nhà gái và xin tiếp nhận cháu dâu Ánh Duyên để làm cháu dâu dòng họ nhà trai chúng tôi. Mọi vấn đề như ý của vị đại diện họ nhà gái đã nói, mong rằng trong quá trình cuộc sống đôi bên gia đình cha mẹ sẽ vun tiếp tục vun đắp chỉ bảo cho hai cháu dâu hiền lên gái và rể hiền lên trai, tạo điều kiện cho cháu dâu mới hòa nhập với cuộc sống gia đình, mà đó là đặc biệt đối bà mẹ chồng, đó là quả chính. Và tôi cũng mong rằng như vậy, với tình cảm đôi bên gia đình chúng ta tiếp tục vun đắp cho hai cháu. Còn về riêng cá nhân thì tôi cũng mong rằng bác cũng mong hai cháu tiếp tục cố gắng phấn đấu cho hoài bão của mình, phấn đấu trở thành những người con thành đạt, như xây dựng tổ ấm và hạnh phúc gia đình của mình tốt để xứng đáng và đền đáp lại những sự mong mỏi
của cha mẹ và anh em bạn bè đôi bên. 5 tháng thời gian sẽ là niềm hy vọng hạnh phúc để tình yêu của các cháu sẽ đơm hoa kết trái và sẽ là nguồn hạnh phúc đối với không những gia đình riêng của các cháu mà nó là niềm vui của đôi ba gia đình, dòng họ, bạn bè nam nữ, thanh niên của hai cháu. Cho phép tôi xin ngừng lời tại đây, chuẩn bị đón một Noel cũng đã cận kề. Cho phép tôi xin gửi lời chúc tất cả quý cô, quý ông bà, cha bác chúng ta đón một mùa Giáng sinh tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và đón một năm mới 2024 sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin cảm ơn. Một tràng pháo vỗ tay thật lớn thưa quý vị. Vâng, và dưới đây để thể hiện nghĩa thông gia hai nhà như một, ngay sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai ông trưởng đoàn sẽ cùng tiến lên phía trước và cùng bắt tay nhau đi ạ. Xin được trân trọng kính mời lên hẳn phía trên ạ. Vỗ tay quý vị ơi. Và xin được cảm ơn hai ông, kính mời hai ông trở về vị trí của mình nào. Và bây giờ xin kính mời hai bố ơi tiến lên để bắt tay nhau thể hiện tình thông gia hai nhà như một nào. Xin mời. Một tràng pháo vỗ tay dành cho hai bố. Vâng thưa quý vị, cảm ơn hai bố rất nhiều. Hai mẹ còn chờ gì nữa ạ? Lên bắt tay nhau đi nào. Cái đám hôm qua còn hai mẹ còn ôm kìa. Vỗ tay chúc mừng cho hai mẹ nào quý vị ơi. Đấy. Nghĩa thông gia thì hai bà như một. Cảm ơn hai mẹ rất nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị, anh chị và các bạn, có thể nói rằng là trong ngày hạnh phúc trăm năm của đứa bạn trẻ hôm nay, tất cả quý vị, các chị và các bạn đang hiện diện tại hôn trường này, có lẽ rằng mọi người chúng ta cũng đã dành cho chú rể và cô dâu những tình cảm sâu sắc nhất, những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Và bên cạnh đó có nhiều quý vị, chúng ta còn có những món quà, kỷ vật để cùng chúc hạnh phúc cho đôi nương. Đây cũng chính là nền tảng để giúp đỡ đôi bạn trẻ được vững bước đi lên. Vâng thưa quý vị, với tình cảm là những người chú, người cô rất vui mừng phấn khởi trong ngày hạnh phúc trăm năm của hai cháu. Và giờ này, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời chú cô Chiến là bố mẹ đỡ đầu của chú rể có món quà kỷ vật lên chúc mừng cho con cháu của mình. Xin trân trọng kính mời. Mỗi bác lên đây lại một cái phong bì nhỏ nhỏ có cái tên Duy Hưng ở trong đấy. Anh Hưng báo cáo với toàn thể quý vị là anh Hưng Hải Hòa hôm nay là hết vàng, nghỉ từ 8 giờ cơ. Đấy. Vâng, xin được kính mời anh Nam là anh của chú rể. Anh ơi chị đâu, mời cả chị lên. Nhà có cỗ lại gửi bác gái mình mà ngoại. Rồi. Vâng, xin được chân thành cảm ơn anh Nam rất nhiều. Thưa quý vị, đó là tình cảm của những người thân của chú rể. Còn đối với cô dâu ạ, và giờ này ban tổ chức xin được trân trọng kính mời bà nội của cô dâu cũng có món quà kỷ vật lên chúc mừng trai cháu. Xin trân trọng kính mời. Ngoại lên trao trước nào ạ. À, bà nội đây, bà ngoại kìa. À. Rồi, rất tuyệt vời, bà ơi đứng lại để chụp ảnh ạ. Vâng, cảm ơn tình cảm của bà rất nhiều. Và sau đây kính mời bà ngoại ạ. Bà ngoại của cô dâu cũng có những món quà để nên chúc mừng cho các cháu. Tình cảm này chúng tôi xin được kính mời mẹ đỡ đầu của cô dâu. Rồi, trao quà chúc mừng cho các cháu ạ. Rất tuyệt vời, vỗ tay quý vị ơi, chúc mừng đi nào.
Vâng, xin được thay lời cho chú rể và cô dâu, xin được kính chúc cho bà nội và bà ngoại được tách niên giai não, sống thuận hòa trong ấm ngoài êm, như dòng sông phả nặng êm đềm, để cháu con xuôi dòng cập bến. Và giờ đây xin được kính mời mẹ đỡ đầu của cô dâu ạ. Sau thời gian này kính mời anh chị Hải Trâm, là những người anh, người chị của cô dâu có món quà lên để chúc mừng cho các em của mình. Và sau tình cảm của anh chị Hải Trâm, kính mời chị gái của cô dâu. Mong được bên em môi hôn sao ngọt ngào. Vâng, và bây giờ kính mời chị gái của cô dâu lên trao quà để chúc mừng cho các em. Dành cho em hết những chăm sóc như ân cần. Và sau tình cảm của chị gái cô dâu, kính mời bác Lương Hiền, cháu Ngọc Huấn và cháu Hùng Phương. Vâng, hiện nay đang công tác tại miền Nam, cũng có những món quà nên để chúc mừng. Đi qua bao sóng gió, và yêu nhau. Xin bên anh nhớ. Vâng, kính mời bác Lương Hiền cùng với cháu Ngọc Huấn và cháu Hùng Phương, hiện nay đang công tác tại miền Nam, cũng đã trở về để chúc mừng. Ốc to lắm các bác ạ. Đấy, ban nhạc đã chuẩn bị rất đầy đủ cho các bác rồi. Ốc to đến cỡ nào khó quá thì chúng ta sẽ dùng kìm để bạn làm. Vâng, và sau thời gian này xin được trân trọng kính mời chú thím Biểu Hương, cũng chính là chú thím của cô dâu, và món quà thì bạn nên chúc mừng cho hai cháu. Xin trân trọng kính mời. Đây xin được kính mời cậu mợ Oanh Huyền có món quà lên để chúc mừng cho hai cháu. Tình yêu là thương, là thương nhiều lắm những gian khó anh đi qua. Tình yêu là cho, dành cho em hết những chăm sóc, những ân cần. Kính mời các bác và các cô của cô dâu có món quà lên để chúc mừng cho các cháu của mình. Xin mời. Vâng, xin mời chú cô Phong Nhài chuẩn bị ạ. Chú cô Phong Nhài cũng có món quà lên để chúc mừng cho các cháu. Đại diện phải không ạ? Rồi. Vâng, xin được kính mời chị Tuyết. Vâng, cũng chính là chị của cô dâu. Và món quà thì bạn nên để chúc mừng cho các em của mình. Đấy, dặn dò rất kỹ. Trao quà xong rồi bắt tay chúc mừng cho các em của mình. Bắt tay chú rể cái đi. Chị Tuyết, bắt tay chú rể. Bắt tay cô dâu cái nữa. Chị Tuyết ơi, cho chú xin cái. Rồi, đấy. Vâng, xin được chân thành cảm ơn tình cảm của chị Tuyết và xin kính mời em Huyền. Em Huyền là em của cô dâu cũng có món quà đây để chúc mừng cho anh chị của mình. Sau tình cảm của em Huyền, kính mời em Hương lên sân khấu. Và xin mời em Hương lên sân khấu để trao quà chúc mừng. Tình mình không có ai xa.
xin mời em Quỳnh và em Chí. Và sau tình cảm của em Quỳnh, kính mời em Chí lên sân khấu để trao quà chúc mừng cho anh chị. Rồi, xin mời em Chí lên sân khấu nào. Và sau tình cảm của em Chí là kính mời em Nam. Em Nam cũng có món quà nên để chúc mừng cho anh chị của mình. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Xin mời em Nam lên sân khấu để trao quà chúc mừng cho anh chị. Hai tâm hồn quận nhau đã thành một, rồi cùng bay cao đến chân trời. Tình yêu đôi ta. Và sau tình cảm của em Nam, xin được kính mời cô chú Nai Lan cũng có món quà nên để chúc mừng cho hai cháu, xin được trân trọng kính mời. Tặng cho bạn chiếc hôn nồng nàn, nhìn nhau si mê, ngàn câu muốn nói. Và sau tình cảm này xin được kính mời tình cảm của anh chị Thịnh Ánh cũng có món quà nên để chúc mừng cho các em. Ta khó, cầm sẵn ra tay nào, đấy. Rồi. Anh chị cho chúng em mời đã xin. Cảm ơn anh chị Thịnh Ánh rất nhiều. Và bây giờ chúng tôi được trân trọng giới thiệu một món quà đặc biệt. Đó chính là bố của cô dâu có món quà nên để chúc mừng cho con rể của mình. Xin kính mời bố lên sân khấu ạ. Vỗ tay quý vị ơi. Bắt nạt gái tao đâu nhé. Cảm ơn bố rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, cùng với tình cảm là những người bạn, xin mời bạn Lan Anh và bạn Thành cũng có món quà nên để chúc mừng cho hai bạn của mình. Vẫn là Duy Hưng. Bỏ sao bác Hưng sáng nay vào đây sớm hết hàng. Cảm ơn rất nhiều. Tiếp theo xin được kính mời tình cảm của anh Tư, là anh của chú rể, cũng có món quà nên để chúc mừng cho em của mình. Ngày tình ta cho bao chiếc hôn nồng nàn, nhìn nhau si mê, ngàn câu muốn nói. Cho tình yên không gian cho riêng chúng ta. Sau tình cảm này xin được kính mời tình cảm của anh chị Lưu Dung, là anh rể và chị gái của chú rể, cũng có món quà đây để chúc mừng cho các em của mình. Chào với toàn thể quý vị, chú rể và cô dâu thì ngày hôm nay mới xây dựng hạnh phúc gia đình. Nhưng chúng tôi được biết rằng chú rể thì đã có con từ lâu rồi. Đó chính là con thiêng liêng. Xin kính mời con Bảo Lâm, là con đỡ đầu của chú rể, có món quà kỷ vật nên chúc mừng cho bố mẹ của mình nào, xin mời. Một chiếc đồng hồ để đếm thời gian 3 giờ sáng để mẹ dậy đun nước, pha trà cho bố uống để xong bố đi cày. Rồi, cảm ơn con rất nhiều. Và bây giờ kính mời em Huy. Em Huy là em trai của chú rể, cũng có món quà thì vật lên để chúc mừng cho anh chị của mình nào, xin mời. Xin chân thành cảm ơn tình cảm của em Huy rất nhiều. Thưa quý vị, trong mỗi chúng ta thì ai cũng có những người bạn, đối với chú rể cũng vậy. Và bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời
hội anh em chung chăn gối tay ấp mặt lòng đấy chúa thôi. Vâng, có món quà nên để chúc mừng cho hai bạn, xin mời bạn Quang, bạn Đạt, bạn Tiến Anh, bạn Trinh, bạn Đức, bạn Thành, bạn Tân, tất cả các bạn lên sân khấu. Nhưng mà chung từ cái hôm nay trở về trước thôi, còn từ ngày hôm nay trở đi đừng có mà chung, không chơi nữa đâu. Rồi, xin mời tất cả các bạn lên sân khấu. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 chỉ. Rất là nhanh. Các bạn đứng lại để chụp ảnh. Và chúng tôi coi nhận được bản đăng ký của mẹ chồng. Nhưng lát nữa mẹ đón con dâu, xin mời mẹ sẽ trao quà chúc mừng cho các con. Và kính thưa tất cả quý vị, còn có còn bác nào đăng ký với ban tổ chức mà chúng tôi quên giới thiệu không ạ? Còn ai nữa không ạ? Và bây giờ chúng tôi xin được chuyển lại toàn bộ danh sách các quý vị lên sân khấu trao quà cho chú rể. Đấy, buổi tối ngày hôm nay rồi dỗi bỏ ra lưu vào danh bạ của mình để tiện cho công việc liên lạc. Cảm ơn tới toàn thể quý vị. Và kính thưa toàn thể quý vị, anh chị và các bạn, cũng như ngay từ ban đầu thì chúng tôi đã được giới thiệu hiện diện trên màn hình sân khấu của gia đình nhà trai, đó chính là anh em trung tâm ban nhạc Duy Tiên, là những người anh của chú rể trở về đây chúc mừng cho các em của mình. Và giờ đây xin phép tất cả quý vị, các anh chị và bạn, cho phép tôi xin được thay lời cho tất cả các anh em trong đoàn, xin được chúc cho chú rể và cô dâu một vài câu thơ rất ngắn gọn thôi. Vâng, thưa quý vị, có một nhà thơ thì đã viết nên rằng: mến nhau rồi đến yêu nhau, mà yêu nhau rồi đến kết duyên vợ chồng. Thành vợ chồng các cụ bảo, phải tính toán thật chi li, để rồi sang năm khấm khứ có khi xây nhà, mà thỏa lòng mong ước của mẹ già. Duyên ơi, sinh non em bé để cho bà à ơi. Đầu đời dù gái hay trai, nhưng một hai rồi đến thứ ba thì từ từ, mỗi năm có một mùa thu, sang năm sẽ có một thằng cu ra đời, để rồi mỗi năm lại có một mùa đông, năm năm rồi lại có cháu bồng trên tay. Nói như vậy rằng quan niệm của anh dù gái hay trai chỉ hai là vừa. Chú rể nhất trí không em ơi? Tôi biết là làm sao không rồi. Còn cô dâu thì sao ạ? Một bàn tay xòe ra đủ năm ngón như thế này đang là trí chú rể. Xin một tràng pháo vỗ tay thật lớn của quý vị. Chúc mừng nào quý vị ơi. Ok, thưa toàn thể quý vị, anh chị và các bạn, có thể rằng trong chương trình buổi trưa hôm nay, tất cả mọi người chúng ta đang hiện diện tại hội trường này, quý vị chúng ta đều được biết gia đình ông bà trùm chính của chúng tôi ở đây là những người cha người mẹ đứng đằng hạnh phúc trăm năm cho các con của mình đã ở hiền, cho nên gặp được những điều lành. Để rồi ngày hôm nay gia đình ông bà trùm đứng đằng hạnh phúc trăm năm trai con đã đạt được ba điều ước, đó là thiên thời, địa lợi và nhân cũng rất hòa. Để rồi ngạn ngữ Việt Nam có câu: đất lành chim đậu, cha mẹ hiền lành để hậu phước cho con, mà tuổi trẻ giữ tấm lòng son, tuổi già quả ngọt miếng ngon kính già, trái ngon thì mẹ vẫn để trên cành, giang sơn gấm vóc mẹ cũng đã dành sẵn cho hai con dâu thảo kính hiền hòa được hai dòng họ cùng đưa đón về. Con về thì chưa biết phòng đâu mẹ đâu ra đón, con dâu nhập phòng xin trân trọng kính mời người mẹ hiền ra đón nàng dâu nhập phòng mới nào, xin mời. Và bây giờ kính mời bố. Vâng, bố ơi, con mời bố lên sân khấu để chụp ảnh cùng với mẹ. Và bây giờ xin kính mời mẹ trao quà chúc mừng cho các con ạ. Sau hình ảnh tuyệt vời này, kính mời tất cả các anh chị em của chú rể chúng ta trở về màn hình sân khấu để chụp lại một hình ảnh đại gia đình. Chú rể phụ vào với mẹ. Đấy, tuổi cao sức yếu rồi, chưa chắc đã vặn được cái con ốc này. To lắm. Xin mời các anh chị em của chú rể nào, chúng ta trở về màn hình sân khấu để ghi lại một hình ảnh đại gia đình. Tất cả các
các anh chị em và các cháu của chú rể chúng ta khẩn trương nào. Chị em và các cháu chúng ta đứng vào vị trí đi nào. Mẹ đã bảo con dâu bỏ hết tiền chỗ đi ăn rồi. Rất là đông đủ. Chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng đi quý vị. Bình hoa để vào trong phòng chụp ảnh. Đây, chụp ảnh xong rồi ra ngay nhá để tiếp khách. Không dặn có thể ở luôn trong đấy đến chiều. Ngay. Rằng dỡ sáng soi tỏ mắt đời con, những khi ba vẫn ưu phiền, những khi hạnh phúc êm đềm, con chỉ về với mẹ thôi. Trong dịp mẹ bát ngát biển trời. Em trong vòng tay như giáng thiên thần, cùng nhau hát ca đẹp như giấc mơ hồng. Ngày vui hạnh phúc tình yêu lứa đôi mình, cùng năm tháng dài tình ta luôn xin mời tất cả mọi người hiện diện trong hội trường này, chúng ta làm dấu nguyện Thiên Chúa trước khi ăn này. Xin Đức Chúa Trời làm phép có ăn, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Này Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến đi, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con được khỏi mọi sự dữ, Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin chúc tất cả quý bố, quý ông bà, cha bác và mọi người chúng ta lân cốc và có một bữa tiệc rất là ngon miệng. Xin cảm ơn. Và giờ đây xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng chung tay nâng chén rượu đào để cùng chúc mừng chương trình hôm nay. Và xin mời Lan Anh trở lại với màn ảnh sân khấu.
lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Trao xa lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta gần nhau phút giây còn mãi. Hát lên lời hát xin